Other man? Why is restart? What the fuck, man? I haven't died yet. I thought you guys died. No, I think we made it. I think we made it. No, right? Yeah, I think we. But if we made it, why are we still here? Too late. Yeah, maybe even too late. Shut the fuck up! Shut the fuck up, bitch! Dude, Rick, shut up! Hey, call your mom! Hey, Rick, can you call your mom? Hey, hello, Rick! Where's your mom? Yo! Hey! Stop by! Stop hitting me, bitch! Hey, you can stop! You can suck that guy. Don't cry. You can suck this guy. They fly. Yeah. Hey, get over here. Don't be rude. Don't be rude like that. Don't hit the owner. Don't hit the owner. What the fuck are you doing? Hey, what gun is that? Hey, Nipple, what gun is that? Ching Chong. Find a bottle. Oh, yeah. Hey, Nipple, can you say the name of your gun? I like it. MP5, MP5, bro. Yeah, MP5, sorry. Holy fuck, this gun is good. One magazine remaining. Khỏi mày giết sướng thôi rồi. Oh, Ultimate Dasher này. Yo. Ê, Hiếu Béo, thằng Ultimate Dasher này. Hello. Xin chào. Hello. Hello. Hello, ching ching chong chong. Teriyaki chicken. Middle mouse, bro. Middle mouse. Middle mouse. Just hold the middle mouse. Middle mouse. Open your mouth. Holy fuck, the MP5. Hey kid, what did I tell you? Hey kid, I tell you to call your mom. Find a new bottle. Shut the fuck up. One magazine remaining. Can you talk yet? What the fuck, man? Bấm chuột giữa mà. Hold the middle mouse, bro. Nói tiếng Anh chán chê, còn nói tiếng Việt. Vũ cái thằng Vũ ơi. Nói tiếng Anh chán được, còn nói tiếng Việt. Hey, get the fuck out! We need to find a code. Asian? No, we're not Asian. We are African, bro. No. Some màu đỏ kia. Oh my god, you need some appeal. Hey, có thuốc không kia? Ai có thuốc kia? Thằng kia đỏ mẹ mặt rồi. Ultimate Dasher. Từ. Đấy, nó nói kìa. Đâu. Đấy, vừa nói à, quên xin được giới thiệu với các bạn, hôm nay có một vị khách rất đặc biệt, đó là anh Ultimate Dasher, dịch nôm na có nghĩa là dân chơi không sợ mưa rơi. Anh ấy là một vlogger rất nổi tiếng với những video khắm bữa. Em ông ạ. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chữ mũi thần thánh của anh ấy. Và anh ấy đã được tuyển thẳng vào hội khắm bữa. Các bạn có thể check cái vlog của anh ấy ở dưới description của video này. Mà anh ấy nãy giờ anh ấy câm mãi không nói được từ nào. Screw you, Rick. I told you to shut the fuck up, and you didn't. Oh, he died. I told you to shut the fuck up. I told you to call your mom. I told you to call your mom, bro. You need to call your mom, or you will die again. Yep.
Ôi, có thằng điên, có thằng điên nhá. What the fuck? Ôi, cứu. Cứu. Hết đạn, cứu. Nhanh. Cứu với. Help me. Yo. Trinh tròn. Teriyaki chicken. What did you just say? Hello. Honda Civic chicken. Teriyaki chicken. Bonjour. Zero max remaining. Ôi, lại bị dính rồi, có thuốc không? Đéo, quên không lấy thuốc rồi, thuốc trong cái hòm cơ, quên mẹ lấy rồi, chết rồi. Thôi chú chịu đi. Về đi, lấy thuốc đi. Mày khỏi bắn sướng nhất không ạ? Mày gói đi, mẹ thằng trẻ con chết rồi. Không mẹ, con nên nói mẹ, đau tai đéo chứ được. Vâng, thưa các bạn, hiện tại chúng tôi đang chơi khá là đông. Ôi, nó ra đông lắm, nhanh. Nhân vật khá là nổi trên mạng, em Ultimate Dancer. Không hiểu sao trên mạng em ý làm vlog rất là nhiệt tình, nhưng mà vào đây em ý đéo nói được câu nào. Thậm chí còn chết mẹ rồi. Không, vlog của em ấy khắm phết đấy, em được tuyển thẳng vào hội khắm bựa mà. Không những rồi, nổi tiếng về những vlog rất hay mà nổi tiếng về những chiếc mũi thần thánh nữa. Em ý đã được tuyển thẳng vào hội nhá. Dù chưa chơi được chết mẹ cả. Hết thuốc rồi, chia buồn cho chú. What the fuck man. Hey, one mag remaining. Ôi còn khẩu này nữa này, cho chú xem khẩu này. Xem đéo thì sắp chết mẹ rồi. Tối hôm nay sắp mẹ. Chết thì cần anh giết hậu không? Vẫn còn da cam, vẫn còn sống được. Vẫn da cam chú. Không, do da cam nhưng mà ui thì bị tố hôm rồi. Sắp chết rồi. Thôi thím chết rồi. Thím chết rồi, thím thành zombie nhá. Tôi chỉ bị giết thím đây. Ai? Cứu. Tôi không. Tố không nhìn. Thôi chỉ bị giết thím rồi. Chịu thôi, không có thuốc. Quên mất đúng rồi, quên mất. Ôi xong rồi thạch. Đi chết tôi rồi. Ôi, nhìn như này, nhìn tôi chỉ muốn giết ông này. Vãi. Mày, ôi. Mày vãi. Đáp chơi, em không nói gì à? Alo. Yo. Alo, Đáp chơi. No, man. I can fucking hear you. I can fucking hear you. Nó đéo đọc được đâu ông ơi. Thằng trẻ con nữa cứ nhảy vào. Hey kid, shut the fuck up. Just don't say anything. Ôi, thằng kia rồi. Ôi, vậy là mình đoán là phần chơi của mình sẽ kết thúc tại đây. Quá sao vậy? Hey yo, what do we do, man? Another map. Tôi đi học quay vũ ơi. Bye team. Thế có gì SSSS team thằng Nipple ấy, chơi thằng này vui hết. Nhưng mà nó đéo cho ad. Hey Nipple, can I add your Steam? Hey man, can we add? No. Please. No. Có gì tôi gặp nhá, có gì mai gặp nhá. Hay là hôm nay thức đêm ấy. Cái gì? Hôm nay thức đêm à? Thôi đi ngủ đây. Bắn cái map này chán lắm, map này bắn cứ đi vòng tròn. Khóng vãi. Khóng nhau chịu. Thôi ngắm mặt trăng đây. Hey yo, bye. See ya, maybe. I don't know. Yo. Hello. Ching ching chong chong. Teriyaki chicken. Okay, bye. Thanks, though. Bye.